Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình nha anh em. Rồi thì hôm nay đến với cái bài đấu của Nono nha anh em. Thì cái loại vàng đầu tiên mình đang sử dụng đó là cái loại hảo ngọt của con Nono. Thì từ đầu mùa tới giờ mình chưa có làm loại Nono anh em. Rồi thì ở cuối trận mình có ghép cho con Nono cái quyền trường bảo tố. Thì khi nào con Nono cầm quyền trường bảo tố nha thì anh em cho mượn nha. Rồi thì trước mắt quay trở lại trận đấu. Thì clip mình làm ra anh em coi vui giải trí là chính nha anh em. Chứ thật chắc thì trong quá trình mình chơi thì mình biết mình còn nhiều thiếu sót lắm. Nói chung mình không có được chuẩn chỉnh. Thì anh em có góp ý hay là anh em có bình luận gì anh em cứ để phía dưới phần bình luận cho mình nha. Rồi thì mình cũng xin cảm ơn anh em nha. Rồi thì mình đang dự tính là mình sẽ đi với can trường và mình sử dụng con cốc mo để carry phụ anh em à. Thì cái bán đấu này thì mới đầu vô mình đang dự tính ghép đồ cho con Nu á. Rồi thì từ cái loại hai là cái loại bạc hả, hộ pháp cũng được anh em, tiếp tế cũng được mà đồng lòng đấu tranh cũng ngon, chắc lấy đồng lòng đấu tranh nha anh em. Rồi thì ván này mình đang tính bui đồ cho con Nunu, sẽ bui cho nó là một cái quyền trượng rồi về đi với một cái giáp máu, nếu được thì cho nó một cái vuốt rồng nha anh em, nếu mà không được thì sẽ cho nó cầm thú tượng thành giáp. Nhưng mà cái ván này nếu mà bui thú tượng thành giáp thì nó lại không hợp lý, thì bởi vì do tại mình đang lấy cái loại đồng lòng, nhưng mà nếu mà bí quá cũng phải bui anh em à. Rồi thì con Nunu này cái nội tại của nó khi anh em lấy lõi á là khi mà nó dùng skill nó cắn chết con tướng địch bên kia á, thì nó sẽ được cộng hình như 25 máu sao anh em. Thì nó càng cộng nó càng ngày càng to nha. Thì nói chung con Nunu này có nhiều cách anh em, có nhiều anh em bui nhiều kiểu đồ lắm. Có người thì bui cho nó quyền trượng thiên thần, rồi huyết kiếm. Rồi với quyền năng khổng lồ thì có người bui phun tăng. Thì thường thường là mình thấy bui phun tăng là trâu nhất nha anh em. Nhưng mà do tại mình muốn bui cái quyền trượng vô để cho nó có số đam khi mà nó cắn nó kết liễu anh em. Rồi thì đây nó cho mình thêm, nó cho mình con tao huyết luôn. Nếu mà bây giờ mình bỏ ra thì mình sẽ kết được 4 căn trường. 4 căn trường mà đi với ba ông mặt. Rồi gặp nhà bên đây thì đang đánh kỳ quái, đang lấy cái loại quái vật trường học anh em ạ. À. Mà mình thấy cái lõi này nó khá mạnh nha anh em. Tuy nó bị nép đi một đồ rồi nhưng mà nó vẫn mạnh anh em ạ. Thì thành ra khi mà anh em leo rank anh em có lõi này anh em tận dụng anh em leo cũng tốt nha. Nói chung tỷ lệ lọt top cao lắm anh em. Nó tới nữa nó ra tới con Volibi nó mạnh và cố luôn. Rồi ra đi chợ 3.4 này thì có con Virus, Kalita và con Roy tướng 4 vàng mà mắc Roy rồi nè, không chơi Roy rồi mắc con Virus luôn. Bây giờ nếu mà một á chắc khả năng là mình sẽ lấy Nunu nha nè, hoặc là lấy giáp máu, thôi lấy giáp máu nha nè, bởi vì mình đang muốn cho nó một giáp máu. Rồi thì bắt đầu chương trình ron nha anh em. Giờ phải ron thôi. Có mo. Thì trong khi mình vừa ron con Nunu vừa ron có mo luôn nè. Rồi nhà bên đây thì đang đánh thông đạo hóa hình. Có này sớm sớm luôn. Ghê nhỉ. Cầm mà vừa thông đạo học giả chứ. Mình dây đang lấy cái lọ hộp giả nè. Con Nunu này nó bị cái là mana nó nhiều quá. Nên mỗi lần mà nó xài kiều hơi lâu anh em. Rồi hai con Nunu. Tìm con cốc ngon này nè. Nói chung ron hơi căng nha anh em. Thì nãy giờ mình có chuỗi thắng 7 rồi. Thì nói chung cái loại Nunu này thì anh em vẫn áp dụng anh em leo rank tốt, vẫn vào top. Thường thường thì nói chung mấy cái loại tướng thì tỷ lệ lọt top cao lắm anh em ạ. À.
Rồi thua luôn rồi. Hay quá. Rồi bị mất chuỗi thắng rồi anh em ơi. Mất trước chuỗi rau và quái luôn mới ghê chứ. Không xong rồi. Rồi thì được thiếu 3 con luôn nữa. Thêm con nữa. Giờ kẹt anh em. Nhưng mà mình thấy cái bọn gan trường anh em nó tăng giáp với tăng kháng phép lên mà mình thấy nó vẫn yếu thế nào. Hoặc là do mình ghét không đúng. Mà mình thấy bọn gan trường nếu yếu anh em. Rồi thì cái đây có một cái đai máu. Giờ nó ra đồ dày thì mình chỉ có ghép được cái cung xanh vô thế này thôi. Giờ mình còn giữ một cái giáp. Bây giờ cái giáp đây thì một là... Nếu mà để mình coi. Bây giờ nếu mà cái đây mà ghép đồ luôn thì có áo trong bạc thì ghép luôn thuốc được thành giáp anh em ạ. Giờ phải đóng full đồ cho nó rồi. Hình như có một nhà AFK anh em. Rồi làm nhà đã AFK luôn. Đi đánh lanh mà cũng AFK nè. Rồi thì cái loại cuối cùng là loại vàng. Cuối cùng siêu hùng. Cái loại thứ ba cũng ngon này nè. Chắc mình lấy loại thứ ba. Rồi thì thường thường mình mà gặp mấy cái cọc mà có tiền thế này là mình sẽ đưa thế này nha nè. Để tránh trường hợp nhiều khi cái cọc chưa bị đánh mà. Cái cọc thì chưa đánh chết mà bên mình đánh bên kia chết hết rồi. Hài lắm anh em ạ. Rồi thì mình thiếu một con Nunu nữa là mình sẽ lên Nunu 3 nha. Rồi gặp lại cái nhà linh vật trường học. Mà mình thấy cái loại này mà bắt đầu lên được con Volibee á nè. À, Bolivia gọi là trâu điên luôn. Vừa trâu mà còn vừa mạnh đấy chứ. Cầm đồ. Nó mạnh vậy hèn gì cái đợt vừa rồi nó phải bị ném mất một đồ anh em. Cái đợt trước đầu mùa là nó cầm hai đồ. Cái loại này mạnh trùm. Rồi có Tavis 2 luôn. Đồ nông thì chưa lên 3 mà có Tavis 2 luôn hay quá. Để thế này nữa nha anh em. Nhưng mà giá cài bây giờ mà mình xếp con Nunu lên trên thì mình lại mất cái lỗi. Rồi có Nunu 3 luôn. Là bên đây thì đang đánh pháo thủ. Pháo thủ với hỏa hả? Hỏa hóa hình. À nó còn cám nữa nè. Cũng luôn luôn mình cũng được 4.000 mấy máu rồi anh em ạ. Nếu mà mình nghĩ cái này ghép hợp lý thì ghép cái bút rồng hợp lý hơn là cái thú đường thành giác. Nhưng mà bữa nãy ghép vụ quá ghép luôn. Rồi thì cái đây có gì đây. Giờ thì nếu mà rau cuối nó ra đồ đẹp đẹp á anh em thì ghép thêm được đồ tăng cho con Taurus nữa thì ngon. Nói chung đánh cái đội hình thế này thì nó lại hơi bị hụt cái đam carry anh em. Chứ gọi là chạy cối được thôi chứ còn carry thì hơi yếu. Rồi nhà bên đây thì hình như được 4-5 phục giả rồi nè.
thắng anh kia nó hãy ghê. Ăn ổn anh em, từ từ đứng im. Rồi chắc ăn rồi anh em ơi, ăn rồi ăn rồi. Ăn tưởng thua rồi này chứ. Mà mùa này thấy nó làm con Nono nhìn dễ thương nha. Rồi lên level 8 kiếm thêm con nữa là kẹp vô chắc được 6 can rừng rồi anh em. Cái đây mà có cái mạnh ha, cạp được một con một phát đó thì ngon. Mà mình thấy cái mùa này đánh đẩy máu nhanh ghê anh em à. Hình như mình cảm nhận là đánh đẩy máu nó nhanh hơn mấy mùa trước hay sao á. Mấy mùa trước á mình lên 9 lên 10 mình ron tướng 4 vàng 5 vàng mình thấy còn dễ chứ. Thấy mùa này nó sao sao á. Nhiều khi mà bắt đầu từ level 8 lên tới được level 10 anh thấy. Cả một chặng đường ngang giải anh em à. Dạng như ví dụ như mình thấy lúc nào anh em đánh đội hình mạnh từ đầu á, anh em mạnh quá, anh em đẩy máu nhanh quá, người ta chết sớm quá anh em không kịp ron. Mà anh em để cho tiền lên cấp á thì anh em lại yếu quá, anh em không ron thì anh em lại thua. Cái kiểu kiểu nó vậy. Rồi cái này lấy gì đây ta? Rồi cái đây lại không có cái nữa chứ. Nếu mà cái đây có áo choàng là mình sẽ làm áo choàng anh em. Em ghép bút rồng cho tao biết cầm được. Mà còn nãy giờ không có. Không có giờ là nãy giờ lấy cái bé. Ghép luôn cái diệt luôn. Nói chung thì mấy con tướng một vàng hai vàng thì nó có thêm lõi nữa thì tầm cỡ ra 5 nó vẫn khỏe anh em nha, vẫn khỏe chát, trừ khi mấy nhà bên kia có đột biến rồi. Tại sao nhà này nó đánh đâu vậy má nó, cái nhà này nó bật phong đạo liên tục anh em, nó chưởng không kịp đỡ luôn. Đây có một cái này bắt mua cái này bỏ vô anh em. Bởi vì cái con Morgana được cái thì nó sạch skill mà nó giết được tướng bên kia thì nó sẽ bắt về nè. Mình thấy mùa này nếu mà anh em mà cái kiểu như muốn mà ấy sớm anh em, muốn lên cấp sớm có tiền sớm á, nếu mà cỡ ra 7 mà ra sớm ra được con Morgana anh em bắt, anh em tống đồ dùng. Nó cứ bắt tướng bên kia về anh em bán cũng kỳ. Rồi con Morgana mình sao đi bụi rồi. Con Nai nhiều khi đi cũng ngáo ngáo nữa. Đã thế đi bị chặn đường. Các cái này sử dụng cái 20 giây nha nè. Rồi đây có lấy bắt thêm được gì không? Không thêm được con cốc mò, có được thêm con cốc mò là ngon anh em, nên cốc mò 3 là carry khỏe. Do tại cái kiểu như mình đang muốn kẹp bảo hộ anh em, kẹp thêm bảo hộ để cho nó bút máu cho con Nunu á. Này đánh tay thôi khỏi cạp luôn anh em. Đây có Dana luôn, cái đây mà làm được Dana sớm là ngon này nè. Rồi mất Dana rồi. Mất Dana rồi, cái đây thì đồ nó cũng không đẹp lắm anh em ạ. Bây giờ mình cần đồ tăng thì làm có đồ tăng mà. Ra đồ này, chắc phải lấy cái trái tim kiên định.
về cho con Taric cầm đỡ anh em ạ. Chơi có trang bị tao tác không nha, chơi luôn. Tao có cái gì? Bùa đầu lâu, kiếm. Chơi cái này nữa nha nè. Mình nghĩ nếu mà từ đầu mà có cái này cho con Lulu cầm anh em, à, nó cạp đã lắm. À, cái quyền trường bảo tố này á, mà anh em có loại của con Lia anh em, anh em gắn cho con Lia, à, mà gọi là khúc đầu. Anh em cứ lên cấp anh em để cho nó đẩy máu nó đẩy như điên luôn anh em ạ. À. Rồi thì nhà bên đây có Akali 3 rồi. À nó cạp. Cứ một lần nó cạp mà cái mảnh nó văng anh em là chết mớ. Chắc bây giờ mình sẽ tích tiền lên cấp nha anh em. Thì nói chung mỗi lần mà mình làm clip anh em là thường mình kiểu như mình dạng mình hay chơi cống hiến á. Ví dụ mình nhắm mình lên được cấp 10 á là mình sẽ để dành tiền, mình không ron tướng mình để lên cấp 10 luôn mình ron. Thì lên tới đó nhiều khi ron lên tới đó gọi là nhân phẩm nha. Rồi thì bây giờ mình để như thế này cho con Lulu nó đỡ không? Bởi vì để như thế này thì con Lulu nó có thuốc được cảm giác thì nó sẽ được tăng nhiều hơn. À con Bolivia ra tới kìa nè. À vừa CC vừa khỏe này chứ. Quá. Nói chung bán này cũng không được suôn sẻ lắm anh em ạ. Cho nó mà nãy giờ nó ra được con có mò nữa là còn đỡ rồi. Đó, nhà Kỳ Long cháy rồi nè. Rồi, thì để coi cái này sẽ có gì đây. Thì cái cổng mình đánh ở ván này là hũ vàng nha anh em. Rồi cái này không có huyết kiếm luôn anh em. Giờ găm ổ thật hoặc là còn giáo Suyin. Chứ tại mình đang muốn để cho con Morgana nó cầm để nó giết được địch bên kia. Nó bắt tướng về bán lấy tiền anh em. Thôi lên cấp 9 luôn nha. Kẹp con này vào. Kẹp con này vào thì lấy được thêm tiên linh. Ăn được nha anh em, còn được, ok, được đấy. Nếu mà vẫn còn ăn được thì mình sẽ vẫn còn chút tiền. Nói chung là vẫn còn đang muốn lên level 10 anh em. Nhà bên đây thì có được con con Strat bên kia nhìn gớm đó nha. Đạt được không? Đó, ok vẫn được anh em. Nhờ cái quyền trường bảo tố nó nổ. Bây giờ mình ớn là ớn cái nhà đang cháy nè anh em nè. Thì đang biến hóa để đợi. Nãy giờ không su bắt, bây giờ không ra được cống mò em, để ra được cống mò ba cũng đỡ. Ở nhà bên đây nó có Bolivia mạnh quá. Ván này một thằng con có mo mình nó hơi ấy, chứ nếu mà con có mo ba anh em thì mình nghĩ nếu mà anh em đánh cái bài này mà anh em sử dụng con bộ đôi có mo với con Nunu á thì top một khả năng top một cao nha anh em nha. Bây giờ ra ngục đúng buồn
lỡ rồi chơi ngọn gió Sujin về cho con Morgana cầm cho anh em. Rồi tiếp tục lại. Nhưng mà cũng ra cũng được. Chắc khả năng là bây giờ mình thua, nhưng mà chắc mình thua được hai trận nữa thì sẽ để tới rau đánh quái anh em, thì bắt đầu mình sẽ ốc thẳng lên cấp 10 luôn rồi bắt đầu ro. Ở nhà bên đây thì giờ nó khỏe quá rồi. Nói trong clip thì mình làm coi cho vui nha anh em, có giải trí là chính, nên anh em đừng khắc khe quá nha. Nếu mà công nhận mạnh thì biết Bolivia nó cào thì nó quýnh nha. Đây, lấy này để bán 900 vàng. Rồi lên 10 luôn nha anh em. Đập đồ để có được. Giờ mình đang tính muốn đập đồ để cho nó ra món đồ tăng anh em. Để mình thay cái trái tim kim bệnh mà giờ ra giày sao giờ cắn con nào ta. Giờ rồi này giờ không biết gắn con nào luôn á. Khó thiệt. Thôi cho đỡ cá thích trong đỡ nè. Rồi chắc rong luôn nha anh em. Con gái gì đâu không. Ê da, chắc bây giờ khả năng lên con lên có mo không được rồi anh em ơi. Mở cỡ quá nha. Rồi có xe đắt 2 luôn hả? Thế mà có xe đắt 2 mình thay vào. À, này chắc được cái găng găng này. Rồi có con này nè. Rồi thì đo luôn nha anh em. Để coi được có được gì không? Do tại bây giờ mình đang bây giờ mình lên có mo không được á, mình đang muốn lấy con small để mình thay. Bán này ăn lần này nè. Mình nghĩ nếu mà bán này mình lên được con có mo thì khả năng có một cao anh em. Thì cái đây mình thay con small vào là thử nha anh em. Thay small vào thì mất đi cái hệ kia. Yeah. Anh em con lu mình nó to này. To như núi. Nó phải gấp đôi mấy con kia anh em à. À đúng rồi quên, bây giờ mình bỏ ra mình quên bỏ con bây giờ mình đánh lại lúc này là mình đang ấy mình quên anh em. Đáng lẽ cái này là mình phải rút luôn cả con Blitzrun ra luôn, con một vàng ra luôn mình thay vào. Chẳng hạn mình thay hai con Dyna nó ngon hơn, nhưng mà cái này mình quên, với lại mình quên bóp cái bùa ẩn chính cho con Serac nữa nè, nên thành ra cuối cùng bán này thua nha. Thành ra nói chung với lại con Small nó bay ngu quá anh em à. Rồi thì nếu mà anh em nào xem đến đây thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và nếu có bất cứ thắc mắc hay là có ý gì anh em cứ để cho phần bình luận cho mình. Rồi thì mình cũng xin hẹn gặp lại anh em ở những clip sau nha.